máy chiếu, màn hình LED, TV và một số kiosk tra cứu thông tin. Đây là những thiết bị chủ yếu được Bảo tàng Quảng Ninh sử dụng trong những năm qua để phục vụ cho trưng bày, trình chiếu hình ảnh, các video clip liên quan hiện vật gốc. Sau thời gian phát huy hiệu quả, đến nay, nhiều thiết bị trong số này đã bị hỏng hóc, đang chờ kế hoạch sửa chữa. Bên cạnh đó, nhu cầu thị hiếu của người xem, đặc biệt là các bạn trẻ và khách du lịch nước ngoài cũng đang dần thay đổi trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Em mong muốn là đối với những cái người trẻ như em hoặc là những người khách du lịch đến quốc tế đến với Quảng Ninh thì Bảo tàng Quảng Ninh chúng ta thì cần có thêm những cái áp dụng về các công nghệ hiện đại hơn như là trình chiếu 3D. Cái việc như vậy thì sẽ giúp cho chúng em là có thể kích thích được những cái giác quan để chúng ta có nhiều cái cảm xúc hơn, hiểu rõ được nhiều cái hiện vật hơn khi mà tham quan tại tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng Quảng Ninh. Hiện nay việc áp dụng công nghệ mới, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành bảo tàng trên thế giới. Nó được coi như là thỏi nam châm để hấp dẫn du khách và củng cố thương hiệu của mỗi bảo tàng. Có thể kể tới các công nghệ thuyết minh tự động, hologram, 3D mapping, công nghệ thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, công nghệ âm thanh, ánh sáng. Những công nghệ này giúp khai thác hiệu quả và sáng tạo các tài liệu số hóa. Quan trọng hơn, cung cấp cho công chúng cơ hội tương tác, trải nghiệm khi mà tất cả các giác quan được tác động, tạo nên những ấn tượng, cảm xúc mạnh mẽ. Hiện Bảo tàng Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch áp dụng thử nghiệm một số công nghệ mới tăng trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, đi kèm với công nghệ hiện đại sẽ là bài toán về sự đầu tư lớn và đòi hỏi cao về chất lượng nhân lực mà Bảo tàng Quảng Ninh đang phải đối mặt. Bảo tàng Quảng Ninh đang là bảo tàng tự chủ mức 2, tự chủ chi thường xuyên. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì là cái lượng thu phí cũng cơ bản là đáp ứng được cái chi thường xuyên. Và thứ hai là một phần cho cái chi phí bảo trì bảo dưỡng các cái trang thiết bị. Thế nên cũng để Bảo tàng Quảng Ninh mà có cái đầu tư công nghệ tốt, hiện đại như các cái bảo tàng nổi tiếng trên thế giới thì là cũng mong muốn được các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa để việc đầu tư của bảo tàng hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ trong những giai đoạn tiếp theo. Hiện nay Bảo tàng Quảng Ninh đang lưu giữ khoảng 60.000 hiện vật, trong đó có 30.000 hiện vật đã được kiểm kê, khoảng 9.000 hiện vật được trưng bày, nhưng mới có khoảng hơn 2.000 hiện vật được số hóa. Từ đầu năm đến nay, bảo tàng đã đón 695.000 lượt khách, cơ bản hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao trong năm 2023. Việc đẩy mạnh số hóa là cơ hội để Bảo tàng Quảng Ninh tiếp tục phát huy tốt vai trò quan trọng, nơi lưu giữ và quảng bá những giá trị đặc trưng riêng có của vùng đất mỏ Quảng Ninh.